Hiện nay, việc giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh đã và đang tạo động lực, khuyến khích các doanh nghiệp tại nước ta chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, tuần hoàn. Qua đây góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng phát triển theo hướng bền vững. Kinh tế xanh hiện đang là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm, trong đó có các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ. Đây chính là con đường phát triển sản phẩm theo quy mô tuần hoàn, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường xuất khẩu. Nắm bắt xu hướng trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố ITPC phối hợp cùng với Sở Văn hóa và Thể thao, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và các sở ngành, đơn vị liên quan tổ chức không gian triển lãm sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh và các hoạt động bên lề trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư năm 2023 với chủ đề Tăng trưởng xanh, hành trình hướng tới giảm phát thải bằng không. Hoạt động này không những tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá các sản phẩm xanh đến người tiêu dùng mà còn giúp tuyên truyền nhận thức của người dân và doanh nghiệp thành phố về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Cái việc mà định hướng phát triển xanh đó, nó mang lại những lợi ích rất là lớn cho doanh nghiệp mình. Thứ nhất là giúp cho doanh nghiệp mình cạnh tranh, bởi vì cái chi phí sản xuất nguyên liệu sẽ giảm. Điều đó nó sẽ giúp về đường về lâu dài sẽ có nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó là một năng lực cạnh tranh bền vững. Thứ hai nữa thì là trên thế giới người ta xu hướng người ta chọn cái sản phẩm xanh sạch, chứ nó bảo vệ môi trường. Khi mà doanh nghiệp đầu tư phát triển nguồn xanh á, thì mình là một trong tham gia vào cái chuỗi cung ứng xanh. Việt Nam mình có rất nhiều các khu đất mà còn hoang sơ, thì khi mà chúng tôi sản xuất cái sản phẩm mà đạt tiêu chuẩn hữu cơ thì chúng tôi thường tìm một cái vùng đất đặc biệt để cái vùng đất ở bên ngoài. Chính vì vậy nên là ở Lâm Đồng có rất nhiều những cái nơi mà vùng đất mà đặc biệt với lại cái môi trường á, chúng tôi chọn cái vùng đất đó để canh tác cây. Triển lãm quy tụ 9 nhóm sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh tiêu biểu từ năng lượng xanh, nông nghiệp xanh, hữu cơ, sản xuất xanh, xuất khẩu xanh đến giao thông xanh, đô thị xanh, thông minh, môi trường xanh cho đến tiêu dùng xanh, tài chính xanh, du lịch xanh. Trong đó, Piaggio, công ty sản xuất xe tay ga cao cấp tại châu Âu, cũng góp mặt trong triển lãm với vai trò là một trong những doanh nghiệp FDI tiêu biểu đến từ Italy. Tại đây, Piaggio đã trưng bày hai dòng xe điện nổi bật của tập đoàn là Electrica và Piaggio One. Gian hàng của Piaggio thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách tham dự, đặc biệt là sự ghé thăm của đoàn đại biểu trong ngày khai mạc do ông Võ Văn Hoang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu. Việc tham gia triển lãm và diễn đàn kinh tế thành phố Hồ Chí Minh của Piaggio thể hiện cam kết hướng đến sự phát triển bền vững của tập đoàn và đóng góp vào sự xanh hóa giao thông Việt Nam cũng như toàn thế giới.